Tiền vệ Damgas trở thành cầu thủ đầu tiên sút phạt thành bàn tại Euro 2021 với một siêu phẩm cực kỳ đẹp mắt giúp Đan Mạch mở tỷ số trước Anh. Đan Mạch mở tỷ số ngay với cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở trận gặp Anh. Từ khoảng cách hơn 20m so với cầu môn, Damgas thực hiện cú sút đưa bóng vượt qua hàng rào để găm vào góc cao của khung thành. Cú sút quá tốt khiến thủ môn Pickford dù chạm tay vào bóng vẫn không thể ngăn cản bàn thua cho Tâm Sư. Kỷ lục giữ sạch lưới của tuyển Anh tại Euro năm nay cũng vì thế mà dừng lại ở con số 480 phút. Trước khi bắt đầu xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Trong cả một trận đấu, có vô vàn các cách khác nhau để đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên khi mà những phương án phối hợp trở nên bế tắc, những cú sút phạt trực tiếp luôn mang lại niềm hy vọng rất lớn cho người hâm mộ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những cú đá phạt có quỹ đạo bay cực kỳ khó lường và từng làm thế giới bóng đá điên đảo nhé. Ở bất kỳ thời điểm nào, Lionel Messi luôn là niềm hy vọng số 1 của tuyển Argentina. Copa America 2016 đương nhiên không phải là một ngoại lệ khi M10 lại tạo ra những khoảnh khắc thần kỳ trên đất Hoa Kỳ. Không phải là một góc sút quá thuận lợi với cái chân trái, thế nhưng Messi vẫn quyết định sút thẳng. Bóng từ chân Mbunga tạo ra một đường cong hoàn hảo, vòng qua hàng rào rồi găm thẳng vào góc chữ A khung thành, khiến mọi nỗ lực của thủ môn đội tuyển Mỹ trở nên vô nghĩa. Nếu như Neymar không xuất sắc trong tình huống này, Barcelona có lẽ đã không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng với tỷ số 6-1 sau khi đã thua 4-0 ở lượt đi. Được hưởng một quả đá phạt chết bên cánh trái, Neymar là người thay Messi thực hiện. Vẫn là động tác cứa lòng quen thuộc, bóng vượt qua hàng rào 5 người của PSG trước khi khiến cho thủ thành Kevin Trapp đứng chôn chân trong khung thành. Bàn thắng này sau đó đã góp phần không nhỏ vào cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhất lịch sử Champions League của Barca. Phần trăm cầu thủ đứng trước cú đá phạt này sẽ thực hiện một pha chơi bóng, ngoại trừ ảo thuật gia Ronaldinho. Từ khoảng cách hơn 40m, siêu sao Brazil lại khiến tất cả phải bất ngờ khi thực hiện một cú sút thẳng và tiến đội tuyển Anh về nước tại vòng tứ kết World Cup 2002. Nhận thấy cả hàng thủ và thủ môn của Tam Sư không tập trung, Ronaldinho tạo nên một đường cong kỳ ảo vượt qua tầm với của thủ thành David Simmons rồi bay thẳng vào khung thành. Bù giờ cuối cùng ở cuộc đối đầu giữa Đức và Đan Mạch, tỷ số vẫn là 1-1 trước khi Toni Kroos bước lên chấm đá phạt. Ở một góc sút tương đối hẹp, tiền vệ của Real Madrid quyết định phối hợp với Marco Reus và tạo nên một siêu phẩm để đời. Sau cú mớm bóng rất vừa tầm của Reus, Toni Kroos tung cú đặt lòng chuẩn chỉ vào góc xa khung thành. Thủ môn Olsen dù thi đấu tập trung và đã bay người hết cỡ nhưng cũng không có cơ hội nào để cản phá.
Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Trước khi chuyển đến Chelsea vào hè 2020, chính Hakim Ziyech đã khiến cho The Blues phải ôm hận với một siêu phẩm đá phạt cực dị. Ở một vị trí mà không khác với chấm đá phạt góc là bao nhiêu, tiền vệ người Maroc vẫn tự tin để đưa ra một cú sút thẳng. Như được lập trình từ trước, bóng đi với tốc độ của một quả đại bác trước khi bật cột dọc rồi bay vào lưới. Những cổ động viên của Chelsea sau đó cũng phải đứng lên vỗ tay cho pha làm bàn kinh điển này. Ở thế hệ Galacticos 1.0 của mình, Real Madrid có quá nhiều ngôi sao để có thể đảm trách nhiệm vụ đá phạt. Trong đó không thể không kể đến hai huyền thoại David Beckham và Roberto Carlos. Từ một cú sút phạt ở rìa vòng cấm, Carlos không sút thẳng mà thực hiện pha mồi bóng rất vừa tầm cho Beckham. Như một thói quen, tiền vệ người Anh thực hiện cú sút phạt đã làm nên thương hiệu của mình và khiến cho thủ môn đối phương bay người trong vô vọng. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. 'Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. Thời kỳ còn thi đấu cho Chelsea, Alex được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu tại Premier League. Thế nhưng không chỉ xuất sắc trong khâu phòng ngự, cầu thủ người Brazil còn được nhắc tới ở những pha đá phạt thần sầu. Thực hiện một cú lấy đà khá xa, Alex tung ra cú sút trời giáng hướng về phía khung thành Liverpool. Bóng đi với tốc độ quá nhanh, găm thẳng vào góc chết và Pepe Reina không có một cơ may nào để chạm được tay vào bóng. Dù mới chỉ 23 tuổi và thi đấu ở hàng phòng ngự, thế nhưng Trent Alexander-Arnold đang trên đường trở thành hậu vệ sút phạt tốt nhất lịch sử Premier League. Từ một cự ly và góc sút quá thuận lợi, sao mai người Anh vẽ ra đường cong không thể hoàn hảo từ cú dứt điểm của mình. Bóng đi xoáy vòng qua hàng rào khiến cho Kepa chỉ có biết đứng chôn chân trong khung thành một cách đầy bất lực. Không chỉ đảm nhận nhiệm vụ sút 11m từ khi Ronaldo rời đi, Sergio Ramos giờ đây còn thực hiện cả những cú sút phạt trực tiếp. Và dù thi đấu ở vị trí trung vệ, thế nhưng đội trưởng của Real cũng cho thấy kỹ năng sút phạt của mình là rất đáng gờm. Ở khoảng cách gần 25m, Ramos tung ra cú cứa lòng hiểm hóc hướng về góc xa khung thành. Hậu vệ của Real Zaragoza dù đã lùi về bọc lót, thế nhưng không thể chạm bóng khi bóng đi quá nhanh và hiểm.
không quá lười khi nói rằng Andrea Pirlo là một trong những cầu thủ có kỹ năng sút phạt tốt nhất lịch sử bóng đá thế giới. Vẫn là động tác lấy đà rất từ tốn và cú vung chân nhẹ nhàng, thế nhưng huyền thoại người Italia vẫn biết cách để đưa bóng vào lưới. Bóng từ chân Pirlo không đi quá mạnh nhưng cực kỳ hiểm hóc, bay qua hàng rào trước khi hướng thẳng vào góc chết của khung thành. Những siêu phẩm đá phạt vừa rồi quả thực là một phần đỉnh cao của thế giới bóng đá, phải không nào? Nếu thấy video hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh nhé. Đừng quên bình luận về những nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.